Xin chào các bạn đến với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là máy phun thuốc diệt côn trùng Yataka. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Khi phun thùng ra, chúng ta sẽ thấy có một chiếc nắp bình chứa và răng cao su để tránh vòi nước. Đây là sách hướng dẫn sử dụng, khóa mở buri và tu vít. Một cần phun áp lực cao. Đây là cần nối và cần xịt 3W bằng inox. Lọc đá. Dây phun áp lực cao. Tay cầm van bi. Bộ dây đeo lưng. Và đây là thân máy của chúng ta. Máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng Yataka có bình chứa dung tích là 25 lít, sử dụng động cơ GX35 4 thì, rất là mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Đầu tiên thì ta sẽ lắp dây xịt vào trong đầu ra của máy. Nước khi ta sử dụng. Tiếp đến ta sẽ lắp tay cầm van bi. Ở đây chúng ta có cần xịt áp lực cao hoặc là cần nối inox thì mục đích sử dụng của bạn mà các bạn có thể lắp vào trong tay cầm. Bên đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp cần xịt áp lực cao thì các bạn sẽ lắp vào đây. Các bạn sẽ lắp như thế này hoặc là các bạn có thể lắp cần thịt bằng inox. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp dây đeo lưng cho máy. Các bạn lắp miếng đệm vai vào phía trong thì dây sẽ được móc ở trên móc khóa và được tiết lại. Đầu móc khóa còn lại chúng ta sẽ móc vào phía dưới. Tương tự với chiếc dây còn lại. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn khởi động máy và cách điều chỉnh áp lực để phun thuốc. Đầu tiên thì ta sẽ đổ xăng nhớt vào máy. Bình chứa xăng là dung tích 1,5 lít và bình chứa nhớt là dung tích là 200 ml. Sau khi đổ xăng nhớt vào thì các bạn bơm xăng lên bình xăng con bằng núm bơm bằng nhựa.
Sau đó thì chúng ta sẽ nhập cuộc khởi động cho nổ máy. Tiếp đến các bạn tăng dần ga, điều chỉnh van điều áp cho phù hợp với mục đích phun thuốc của các bạn, ví dụ như là phun thuốc từ sâu, phun thuốc diệt cỏ hoặc là phun áp lực cao. Sau đó thì các bạn sẽ mở van, khóa van đi và hướng vòi phun vào vị trí cần phun. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu qua và hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện của chiếc máy phun thuốc từ sâu diệt côn trùng Yakata. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online qua số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 3415 phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.